Thưa quý vị, tháng thanh niên, tháng của tuổi trẻ là dịp để thanh niên thể hiện rõ vai trò xung kích, trách nhiệm, sức trẻ của mình đối với cộng đồng và xã hội. Tháng thanh niên năm 2024 được khởi động với chủ đề Thanh niên Bắc Ninh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chung tay vì cuộc sống cộng đồng. Đoàn viên Nguyễn Đình Ninh, thôn Rèn, xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều năm nay, gia đình anh phải sống trong căn nhà cấp 4 lụp sụp, mưa thì dột, mùa đông gió lùa rét buốt. Ước muốn có một căn nhà kiên cố có lẽ là niềm khát khao lớn nhất của chàng trai trẻ. Với sự hỗ trợ của đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, công trình mái ấm thanh niên đã được khởi công giúp gia đình sớm an cư, lạc nghiệp. Các đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, huyện đoàn Tiên Du đã hỗ trợ trao tặng cho gia đình em mái ấm thanh niên để em có một mái ấm để có nghị lực tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ xây dựng công trình mái ấm thanh niên, trong tháng thanh niên năm nay, đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện như tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, triển khai cuộc vận động, xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, ứng xử văn minh trên không gian mạng, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội, trao tặng học bổng, nâng bước chân em tới trường cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 100 bản đồ hưởng ứng cuộc vận động, tự hào một giải non sông. Trong tháng thanh niên năm 2024 này thì Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có kế hoạch gửi đến các chi đoàn trực thuộc và đã tích cực vận động các đồng chí đoàn viên thanh niên trong toàn sở hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện. Qua đó thì nhằm khơi dậy cái tinh thần xung kích sáng tạo của các đồng chí đoàn viên thanh niên, mong muốn là sẽ tạo nên được một tháng thanh niên thực sự có ý nghĩa. Thì Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã triển khai tới tất cả các cấp bộ đoàn trong khối tập trung tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời là sẽ đảm nhận các công trình và phần việc thanh niên thể hiện sự sẻ chia, giúp đỡ đối với các thanh thiếu nhi yếu thế, đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài khối, để qua đó phát huy mạnh mẽ cái tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của mỗi cán bộ đoàn viên thanh niên khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Trong tháng thanh niên năm 2024, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh các phong trào tình nguyện ngay từ cơ sở, nhằm khơi dậy tinh thần nhiệt huyết của các bạn đoàn viên, thanh niên, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo, quyết tâm đem sức trẻ cống hiến, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Chúng tôi tập trung chỉ đạo các cơ sở đoàn làm tốt một số các nội dung trọng tâm trong tháng thanh niên, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, vận động các nguồn lực để chăm lo cho các thanh thiếu nhi cũng như là tổ chức các hoạt động liên quan đến đảm bảo vệ sinh môi trường vì cuộc sống cộng đồng, tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng về các cái tinh thần trách nhiệm trong các việc thực hiện các cái kế hoạch của tháng thanh niên. Năm 2024 được xác định là năm thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ cả nước với 10 chỉ tiêu trọng tâm được đề ra trong tháng thanh niên. Đây được coi là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Ninh tiếp tục rèn luyện và trưởng thành, ra sức cống hiến vì cộng đồng.